Kính thưa toàn thể đại chúng, trong cuộc đời này chưa một người nào chúng ta ngồi đây mà chưa từng trải những lúc thuận và nghịch trong cuộc đời. Hôm qua mình khỏe, sáng nay thì mình lại nhức đầu, chóng mặt. Nhiều khi chuẩn bị, ngày mai plan chuẩn bị hết rồi, ngày mai đi chỗ đó đó, sáng ra cancel tại vì bệnh quá đi không được. Quý vị thấy không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tại sao Đức Phật không thị hiện ở các cõi khác mà lại thị hiện ở cõi người? Bởi vì trong tứ châu thiên hạ, Đông Thắng Thân Châu là cái cõi phía đông, ở chính giữa là núi Tu Di. Bốn phía là bốn châu thiên hạ, phía đông gọi là Đông Thắng Thân Châu. Cái cõi đó con người sắc thân của họ thù thắng lắm, tuổi thọ của họ cả ngàn tuổi, cho nên gọi là thân châu. Thân châu là gì? Cái thân của họ nó thù thắng, nó đẹp lắm và tuổi thọ sống lâu lắm. Con người mình ở đây sống chừng trăm tuổi mà còn gây lộn hà rầm, thì cái cõi đó mà sống ngàn tuổi thì sao? Ít có chịu tu. Cho nên cõi đó thù thắng, khó tu. Cõi thứ hai gọi là Tây Ngu Hóa Châu, cõi đó sống 500 tuổi cũng khó tu. Phía Bắc, Bắc Câu Lô Châu, 600 tuổi khó tu. Cõi của chúng ta cõi gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, cõi này maximum 100 tuổi. Hiếu ít có người nào lên tới 3 số lắm, thường thường 2 số à, 90, 98, 99. Còn khi nào mà được 100, 101, 102 là bonus. Chứ còn thường thì ít. Và cái cõi của chúng ta đây, quý vị thấy nha, có buồn có vui nè, có sống có chết nè, có nghèo có giàu nè, có được có mất nè, có đẹp có xấu nè, có lùn có cao nè, có mập có ốm nè, có ngắn có dài. Chưa bao giờ lúc nào cái cõi này chúng ta sống cũng có cái đối lập, phải không? Hay dở, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, còn, đủ thứ hết. Chính vì vậy cho nên chúng ta trải nghiệm. Mới hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi. Chiều hôm qua Pháp Hòa đi hộ niệm cho một ông 65 tuổi, chủ tiệm vàng. Chỉ trong vòng có thời gian có một tháng thôi, ung thư gan. Bác sĩ nói không chữa được nữa. Sáng hôm nay trên đường Pháp Hòa đi, chưa tới Red Deer nữa, thì các thầy báo qua là gia đình báo là ông mất rồi. Thì quý vị thấy á, chưa chắc giàu mà hạnh phúc. Cho nên cái cõi này có sống có chết, có được có mất như vậy. Cho nên chúng ta trải nghiệm. Nhờ trải nghiệm cho nên mình sao? Tu. Chứ nếu mà mình chỉ có một thôi chắc không tu. Ví dụ nghèo hoài thôi, nghèo quá lo đi làm ăn chứ. Phải không? Cho nên rồi cái người mà ta có khi người ta giàu, thật giàu rồi do kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn, nhiều khi người ta thấy có tiền quá cái người ta đem đi đầu tư chứng khoán, hay là ta đánh bài, người ta đầu tư gì đó, rồi không được. Đáng lý ra có của mà cuối cùng hết của. Vì vậy thì trong cuộc sống này có những cái được mất, sống chết, giàu nghèo, khổ vui. Nhờ vậy cho chúng ta trải nghiệm được hai cái mặt của cuộc đời mà chúng ta phát tâm tu. Thế thì Phật là tâm của mình, Phật là tâm mình, Phật là tượng trưng cho trí sáng. Mà một con người mà có tuệ giác á, thì khi càng kinh nghiệm cuộc sống thì người đó càng sống sao? Càng sống vững chãi hơn. Thí dụ như con của mình á, nó sống ở đây á, nó sướng quá. Thật sự ra con mình ở đây nó chưa có hiểu cái đói khổ là gì, cho nên nó cái tâm của nó chưa có biết trân trọng món thức ăn, chưa biết trân trọng quần áo nó có, chưa biết trân trọng những gì nó có. Còn chúng ta đã sống trải qua một thời gian nghèo đói rồi, cho nên bây giờ mình qua đây
mình có cái gì mình cũng mừng, cũng quý, và thậm chí không dám phí của. Cho nên cái người nào mà người ta từng trải thì cái tâm của người ta là sao? Vững chãi hơn, sáng suốt hơn và nhẹ nhàng hơn. Cho nên trong cuộc đời này, nếu chúng ta chưa một lần bệnh thì mình nghĩ mình còn khỏe lắm. Sáng hôm qua Pháp Hòa đi dự tang lễ của một chị Phật tử, tức là chị chủ tiệm chợ Viễn Đông ở dưới Edmonton, có 54 tuổi thôi. Chị bị tiểu đường rất là nặng, cho nên rồi nó lây qua tới thận, và không thể thay thận được, tại vì tiểu đường nặng quá, cái vết thương nó sẽ không lành. Người bị tiểu đường nặng á, sợ đứt tay lắm, vì đứt tay thôi cũng khó lành, chứ huống chi là phải mổ xẻ. Cho nên vì tiểu đường nặng quá mà không thể thay thận, rồi cuối cùng chị ra đi ở cái tuổi 54. Thì Pháp Hòa có thưa với tất cả mọi người trong cái tang lễ, thường thường mình đi tang lễ, một là mình biết người chết, hai là mình biết người thân của người chết, có phải không? Hỏi, ủa chị quen sao với người mất mà đi dự tang lễ? Nó, tôi không quen với người mất, tôi quen con của người mất, tôi quen chị của người mất. Hoặc là có khi mình quen người mất, tức là mình đi tang lễ là một trong hai lý do: một là biết người mất, hai là biết thân nhân của họ. Bây giờ mình tu á, mình thêm cái nữa, vì cái gì mình đi nữa? Vì mình mà đi tang lễ. Tại sao? Tại vì đi vô đó mới có cơ hội nghiệm lại. Trời ơi, người ta bằng tuổi mình, giờ người ta nằm đó, mình còn ngồi đây sướng quá. Tuy có bệnh rề rề nhưng mà chưa sao, thôi cũng được, thấy không? Thành thử ra khi mình nghiệm, mình thấy cái gì, mình nhìn, mình trải qua, mình thấy cái tự nhiên cái tâm mình nó yên ổn hơn. Đó, thì quý vị đi tang lễ như vậy cũng giống như mình lấy một cái gáo nước, mình xối cái tâm phiền não, chấp trước, giận hờn của mình, từ đó cái tâm sáng suốt hiển lộ. Cho nên tấm Phật không phải đợi Phật đản. Tấm Phật là một biểu tượng, mỗi ngày chúng ta phải thực tập tấm cái tâm của mình. Đi tang lễ thấy, trời ơi, tôi mới nói chuyện với ổng hồi sáng đây mà giờ ổng mất rồi. Hai tuần trước Pháp Hòa đi Regina dự tang lễ một chú Phật tử. Chủ nhật đi đám cưới còn hẹn bà con đi chơi. Sáng thứ hai, tối chủ nhật đó, sáng thứ hai đó là đứng tim chết, bị heart attack. Thì khi mình đi dự như vậy đó, hồi nãy mình chấp trước, mình giận hờn ai đó, hôm qua hôm kia gì đó, mình đi vô đó mình thấy cái người đó, mới thấy đó rồi mất đó, cái tự nhiên cái tâm phiền não mình nó lắng xuống, mình thấy sống nay chết mai, hờn giận hơn thua còn chi nữa. Tâm mà sạch rồi thì Phật tính hiển lộ. Như vậy có phải tấm Phật không? Tấm Phật đó. Quý vị phải tập tấm Phật kiểu đó. Chứ đừng có đợi năm mới đi cái chùa đó, xối ba gáo, bốn gáo gì đó. Trời này mà xối nhiều quá lạnh chết. Nước là tượng trưng cho gì? Nước là tượng trưng cho trong lắng. Hoa là tượng trưng cho định tĩnh, hay nói cách khác là giới. Nhà Phật chúng ta tu là phải căn cứ trên ba điều: một là giới, hai là định, ba là tuệ. Làm việc gì mà thiếu ba cái này thì việc đó chưa phải là Phật Pháp. Ví dụ như mình lường gạt người khác, cái nó đi để tôi đi bố thí, không? Nhưng mà nếu mình định tĩnh mà nói trời, thay vì mình lường gạt người ta để mình bố thí thì khỏi lường gạt ai hết, mặc dù không có tiền bố thí cũng là bố thí rồi. Mình lường gạt đầu này bố thí đầu kia cũng vô đó thôi. Cho nên khỏi cần lường gạt ai, mà nhờ vừa định nghĩ như vậy cái nhớ lại thôi, lường gạt đầu này cúng dường đầu kia cũng vậy thôi, thôi khỏi làm. Đó là định và đó là tuệ, phải không? Mà đó cũng là giữ giới. Nếu mình lường gạt là phạm giới thứ hai, một phần của trộm cắp, mà phạm giới luôn nói dối, phải không? Thành thử ra khi mà định có, niệm có, giới có thì tự nhiên tuệ có. Cho nên trong cái hồ nước, nước có hoa, hoa là giới, nước là định, tượng Phật là tuệ.
lấy cái nước định tuệ đó, nước định giới đó xối lên để cho cái tâm nhiễm ô phiền não mình nó sạch. Cho nên mỗi sáng mình thức dậy hay bất cứ đi đâu, nhìn cái gì mà mình có cái tư duy, có cái quán chiếu để làm sao cái phiền não khổ đau mình nó giảm đi, lúc đó Phật, đó là niềm vui có mặt. Niềm vui có mặt thì đó là Phật có mặt. Và quý vị thấy không, thí dụ như hồi nãy mình thấy mình gặp một cái cảnh nghịch, nhưng mà nếu mình thấy rằng ô cảnh nghịch này á, nó giúp cho mình thấy được một cái mặt khác của đời, vậy thì cái cảnh nghịch này chưa chắc đã là xấu, mà nó giúp cho mình có một bài học. Mà nhờ có bài học đó cho nên giờ tâm mình vững chãi. Cho nên thưa đại chúng, có những lúc mình không có đồng trong túi, mà có những lúc có bạc ngàn. Như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời mình có khi có cả ngàn, mà có khi chẳng có một đồng. Thì lúc nào mà có 100 cũng được, 100 là trung bình, hay là 500. Như vậy thì thưa đại chúng, cái ý nghĩa trong Phật giáo á, khi chúng ta tắm Phật, nghĩa là chúng ta xói dội đi những cái bận nhơ để trí sáng của mình hiển lộ. Mà trí sáng hiển lộ rồi thì mình thấy tất cả mọi thứ hết. Hồi nãy cái bài quý vị đọc nè: con nay được tắm cát Như Lai. Tại sao ông nói là hôm nay được tắm một Như Lai mà tắm cát Như Lai? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là biểu tượng cho các Đức Phật. Trong người của mình á, không phải giận một người đâu nghe. Nhiều khi mà gom lại hỏi: chị có quen với bà Bảy không? Thôi đừng nhắc bà đó. Cái đi lại kia nói tới: chị có quen cô Tư không? Ôi đừng nói tới bà đó. Nhiều khi trong lòng của mình á, ghét lần 5-7 người lẫn chứ không phải ít đâu. Mà nếu như mà mình hiểu đạo được rồi, mình hết phiền não rồi đó, 5-7 người mình giận hồi nãy đó sạch hết trơn, phải không? Cho nên hôm nay được tắm cát Như Lai. Bởi vì nhiều khi phiền não không phải một thứ đâu, phiền não nhiều thứ lắm. Nhiều khi mình giận hờn người này người kia không phải một người đâu. Nhiều khi đi chùa chứ giận gần như hết cả chùa rồi đó. Ai mình cũng giận, ai mình cũng có vấn đề với người ta chứ. Mà thậm chí nhắc tới cái người đó, mình nói cái bà đó hơi hơi. Nhưng mà mình không biết, mình hơn cái hơi mà mình không biết. Mình hơn cái hơi là hình như không người nào mình hạp hết. Vậy mình hơi hay mình nhiều? Mình nhiều mình không thấy. Có phải vậy không? Cho nên hôm nay được tắm cát Như Lai. Một gáo nước mà dội lên mà phiền não không còn, thì các cái cục phiền não kia nó sạch hết, thì tắm cát Như Lai rồi chứ gì nữa. Thấy chưa? Câu thứ hai: trí sạch trang nghiêm công đức lớn. Có người nào mà giận mà nhìn đẹp đâu. Cho nên người nào mà không giận nhìn mới trang nghiêm. Người nào mà lăng xăng nhìn không trang nghiêm. Cho nên trí tuệ trang nghiêm công đức lớn. Nhớ, muốn có công đức lớn thì phải thân tướng từ trong tới ngoài trang nghiêm, thì công đức mới lớn. Thí dụ mình lấy thức ăn cho người ta là hành động chứ gì, trong lòng cũng phải hoan hỷ. Cho nên để cái chén cơm xuống thấy nó nhẹ nhàng, cười nói nhẹ nhàng thì tự nhiên ta vui. Cho nên đó thưa đại chúng, mình bố thí cho người ta mà bố thí mà để người ta chê mình, người ta buồn phiền mình, công đức không nhiều. Nhiều khi mình được cái tiếng khen thôi, chị đó có cho nhưng mà không có công đức. Có cái phước thôi, có một chút phước là có cho của, nhưng mà công đức không có. Tại vì cái cách của mình cho, tiếng Anh nó là cái behave. Cái gift tức là cái vật ở bên ngoài, nhưng mà mình cho người ta mà cái behave mình không có. The way mình treat người ta không có. Mình treat thì có mà mình treat không có. Cho nên đi Halloween mấy đứa nít hay gõ cứ nói trick or treat. Anh không cho tôi nhưng anh đừng có chửi tôi. Thí dụ anh chỉ cần anh mở cửa nói sorry no candies cũng được nữa. Don't knock on my door. Cái đó. Không cho mà còn không treat nữa. Cho nên nó gõ cửa nó nói trick or treat. Cho tôi hay là đối với tôi. Mình sống với nhau cũng vậy. Nếu không làm được cho nhau hạnh phúc thì đừng làm khổ cho nhau. Nếu không nói được một lời tốt cho ai thì đừng nói xấu họ. Nhiều đó là tu rồi.
Mình không có tiền ăn, không có tiền bố thí, đừng ăn cắp là mừng rồi. Đã không cho mà còn chôm nữa. Khổ không? Đó, cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai trí tuệ quang minh, công đức lớn. À, câu thứ ba, chúng sanh năm trượt lìa trần cấu. Năm trượt là gì? Chữ trượt nghĩa là dơ. Đời sống của chúng ta thì được gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt là gì? Kiếp sống dơ. Rồi, trong cái kiếp sống này, trong kiếp sống này nó có cái gì gọi là kiếp trượt? Thứ nhất là kiến trượt, cái thấy của mình. Nhiều khi mình thấy người ta mà mình không biết gì hết trơn là bắt đầu mình đoán rồi đó. Tôi nghi lắm đó. Rồi xong nó nói trời ơi có chắc không? Tôi bảo đảm sao nó qua được mắt tôi. Trời ơi mình làm như mình thánh vậy đó. Mình làm như mình là thánh vậy đó. Mà mình đem toàn là những cái nhìn của phàm phu để mình nhìn người khác không à. Mà mình phán như phán thánh vậy đó. Cho nên rồi chúng kiếp trượt, trong cái kiếp trượt này nó có kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Năm cái trượt đó, bốn cái trượt đó cộng với cái đời sống của chúng ta gọi là ngũ trượt. Mà đối lại với cái trượt thì gọi là gì? Cái thanh. Trượt là dơ, người Bắc thường phát âm là trọc, ngũ trọc. Quý vị đọc trong kinh Di Đà đó, các vị khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cái việc rất khó làm, là ở ngay nơi cõi đời năm trượt này mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên thưa đại chúng, cái cõi này mà tu được là khó lắm, hiếm lắm. Tại vì sao? Nếu mà nói về ăn có thiếu không? Mặc thiếu không? Cái gì cũng không thiếu mà dám bỏ tu, dám bỏ, dám giảm tiết để mà tu thì đâu phải chuyện bình thường, phải không? Rồi bây giờ trong cái, trong một bầy con nít mà nó ham chơi ham vui, mà một đứa mà nó chịu chấp tay nó lại Phật, hiếm lắm. Cho nên Pháp Hòa thường nói, ở cõi, cái cõi quốc độ sung sướng bây giờ đó, mà người nào mà tu được phải nói người đó căn cơ của họ cũng khá tốt đó, chứ không phải bình thường đâu. Tại vì quá nhiều những thứ lôi kéo, kiếp trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Cái thấy của mình nhơ, cái suy diễn của mình. À, cho nên trong đó có phiền não. Mà phiền não rồi thì làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên chúng sanh năm trượt, mà hôm nay mình làm sao để mà được chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cái báo thân mà chúng ta đang thọ nè, lùn cao mập ốm này nè, cái thân này là dơ. Sáng chiều không tắm là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà rồi nhiều khi á, mình đã khổ rồi mình chồng cái khổ khác lên. Thí dụ như cuộc sống của chúng ta vốn khổ rồi, nhưng chúng ta lại cái kiếp sống vốn đã khổ, rồi chồng thêm cái gì khổ nữa? Bệnh khổ, già khổ, rồi gì nữa? Giận hờn nhau khổ, ganh tị khổ, tật đố khổ. Cho nên đời sống vốn khổ chúng ta chồng lên, chồng lên, chồng lên. Cho nên một lớp bụi dày phiền não, mà mỗi ngày chúng ta cần tắm gội cái đó. Tắm gội bằng cách nào? Không phải lấy nước tượng trưng thôi, mỗi ngày một thời kinh là tắm gội đó. Tại sao vậy? Tại vì nhờ tụng kinh cho nên sao? Tâm nó lắng hiểu lời Phật, cho nên bớt đi phiền não. Ví dụ quý vị đọc một câu: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng phiền giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Đọc xong trời ơi đúng quá. Hồi sáng mình giận người này phiền kia, nó chưa hết nhưng mà nó giảm, hoặc là nó giảm được một giờ hai giờ, sướng không? Cũng hạnh phúc. Cho nên tụng một giờ tụng kinh tức là giờ tắm gội tâm mình.
Một giờ niệm Phật là một giờ tắm gội tâm mình. Còn có nhiều khi mình nói thôi, tôi không niệm Phật đâu, niệm tâm tôi nghĩ bậy bạ tội chết. Có ai mà không chết đâu sợ. Nhiều khi mình chết trong khi mình niệm Phật còn sướng hơn là chết ở chỗ khác. Cho nên thưa đại chúng, tâm càng lăng xăng phải càng niệm Phật. Nói tụng kinh không hiểu tụng chi, tụng tôi không hiểu gì hết, tụng làm gì, bộ không tụng cái hiểu sao? Cứ tụng đi, biết đâu chừng một ngày nào đó tự nhiên nó ngộ ra một chữ đó, mình thành Phật lúc đó làm sao? Đâu biết được, phải không? Có nhiều khi trong cuộc sống mình sống 70 năm, vậy mà chỉ có một giây lát nào đó chúng ta bừng tỉnh. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Thế gian thường gọi là gì? Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Nhiều khi nghe cả đời giáo pháp, nghe, hiểu, có thấm nhưng chưa ngộ. Tự nhiên có một lúc nào đó bừng tỉnh cơn mê ngộ. Ngộ cái đó, cho nên có nhiều vị thiền sư có một câu nói mà các ngài ngộ. Ngộ rồi là các ngài sao? Thông dong thoải mái, tự tại vô cùng. Cho nên quý vị cứ nhớ, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú mỗi ngày chính là giây phút chúng ta tắm gội tâm mình. Còn mỗi ngày chúng ta bỏ cả giờ ra tắm cái thân, cái đó mới sạch cái thân thôi, mà ở trong này còn nguyên à. Họ phải không? Cho nên mình đâu có dội nước vô trong bên trong được, thì phải lấy nước của Phật Pháp dội ở bên trong. Mà nó ra được rồi, nó sạch trong sạch ngoài thì gì? Pháp thân thanh tịnh. Cái thân hiện đang có đây là báo thân, cái thân quả báo. Thí dụ như đời trước thấy nguýt người ta nên kiếp này mắt nó giận nhau. Đời trước mình hay chê bai người ta cho nên kiếp này mình lùn. Như Pháp Hòa vậy đó. Đời trước chắc mình cũng khinh khi người ta. Thí dụ vậy. Cho nên rồi đời trước mình hay khen tặng người ta, hay dâng hoa cúng Phật cho nên kiếp này mình đẹp, mình trang nghiêm. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân cái quả. Bây giờ mình nhìn cái quả thân trên thân mình thì mình không có trách phiền ai hết. Mình biết đây là cái thân quả báo mình tiếp nhận. Nhưng mà trong cái thân quả báo này, nếu chúng ta chịu khó gột rửa thì pháp thân hiển lộ. Cho nên tại sao gọi là dược sư lưu ly? Lưu ly là gì? Crystal. Giống như hột sàng vậy đó. Nó sáng đủ khía cạnh hết. Mình tu cũng như thế. Mình tu mình gột rửa con mắt, tai, mũi, miệng sao mà nhìn khía cạnh nào nó cũng trang nghiêm hết. Đó. Cho nên mỗi năm Tết đó, mình hay niệm Phật, tụng kinh dược sư cầu an. Tại vì một khi mà tâm mình thấm nhuần được cái chất thuốc ở trong tâm mình rồi đó, thì ứng xử trong cuộc đời rất là nhẹ nhàng. Giống như đi đâu cũng có cái giỏ thuốc vậy. Người ta nói tôi nhức đầu cái có Tylenol, người ta nói tôi bị đau bao tử cái có Nexium đưa. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu sao mà giáo pháp ứng ở trong thân tâm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, khổ đau cỡ nào, mình gặp người ta mình cũng có cách mình khuyên giải hết. Còn mình bây giờ mình chứa giỏ mình, thể mình nói, chị biết ông Hai không? Trời ơi thôi, ông đó tôi rành 6 câu, biết chưa, để tôi nói cho nghe. Tên mình cũng có ông bụng mình, nhưng mà không phải những cái tốt, những cái phiền não, những cái gì của người khác không à. Mà rốt cuộc trong bụng mình đó, tới kinh thì tụng nhiều mà không có chứa kinh, toàn chứa người khác không à. Vậy thì cho nên trong ngoài không trong sạch thì làm sao pháp thân thanh tịnh được. Lấy nước để mà dội lên rồi, hôm nay được tắm cát Như Lai. Tắm cát Như Lai. Mà khi mà tắm được rồi thì trí sạch trang nghiêm công đức lớn. Chúng sanh năm trượt. Chúng sanh năm trượt lìa trần cấu. Chữ trần là bụi, chữ cấu là dơ. Mà nếu mà dơ và bụi sạch rồi thì sao? Pháp thân Phật hiển lộ. Mà pháp thân Phật hiển lộ tức là trong ngoài của mình trong suốt. Cái bài này nó còn dài. Pháp Hòa chỉ giải thích 4 câu trước. Tại vì Pháp Hòa biết nhiều khi mình cầm cuốn kinh mình tụng chứ. Mình không biết mình tụng gì chứ mình không hiểu trong này nói. Bây giờ thứ nhất là tiếng âm Hán ngày xưa. Bây giờ dịch ra tiếng Việt thì đôi khi mình đọc nó chưa có rõ nghĩa. Ví dụ như câu bất sanh bất diệt đức cồ đàm. Không biết cồ đàm là gì.
trong mắt nhìn xem càng thêm bớt. Không hiểu mấy câu đó. Thì có cơ hội Pháp Hòa sẽ giải thích tiếp. Sáng hôm nay trong cái khung cảnh, trong cái thời gian eo hẹp, thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng một chút ý nghĩa của tâm Phật, để đại chúng, những chúng ta là những người Phật tử thuần thành về chùa trong những dịp hàng tuần học kinh, học giáo pháp, và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tấm Phật. Để chúng ta hiểu được cái nghĩa tấm Phật thì khi chúng ta tấm Phật, chúng ta thấy được chúng ta đang tắm dội cho chính bản thân mình, chứ không phải là một cái bức tượng bên ngoài. Mà bức tượng Phật bên ngoài là một biểu tượng để chúng ta nhận được bên trong. Cũng giống như khi mình quy y, quỳ trước tượng Phật, con xin quy y Phật. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y hình tướng đó, một đời người quy yên lần thôi. Một đời người quy yên lần thôi, quỳ xuống trước bàn Phật nói xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà chúng ta phải tự quy y mỗi ngày. Cho nên tụng kinh xong, bữa kinh nào xong rồi cũng phải tự quy y Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Vậy thì quý vị thấy tự quy y quan trọng không? Quan trọng lắm. Mình phải tự mình trở về với Phật ở trong ta, Pháp ở trong ta và Tăng ở trong ta. Mà cứ ngày nào cũng nhắc mình trở về, kêu riết thế nào cũng về. Cũng giống như là mình mà cứ lái xe mà cứ vòng vòng ngoài, ta đứng ta ngoắt, ngoắt riết thì mình cũng phải, có ngày mình phải quẹo vô vậy. Thôi thì quý vị thấy cuộc đời nhiều khi mình đi trên đường mùa hè đó, mấy đứa mà nó rửa xe đó, nó cũng đứng nó cầm bảng kha wash, nó ngoắt. Nhiều khi mình đi hồi mình cũng thấy nó tội nghiệp, mình cũng tấp vô. Rồi mình thấy người ta bán pizza đó, năm động cái nó cũng cầm bảng đứng dọc mấy bên đường nó ngoắt mình. Phải không? Như vậy thì thế gian người ta đủ cái để người ta ngoắt gọi mình. Thì Phật Pháp cũng như thế. Chúng ta ngoắt gọi mọi người trở về. Cho nên trong cái bài sám đó, Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chí. Người mà nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ, là cũng không ai bằng mẹ. Chỉ có người mẹ mới trong con mòn mỏi. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cũng trong mình mòn mỏi, mà mình chỉ trở về khi mình khổ thôi. Khi nào mình bệnh tật đau ốm khổ nghèo gì mình mới về với Phật đó. Còn bình thường mình nói bữa nay con bận hẹn cái này, con gạt cái kia, phải không? Thành tử ra thưa đại chúng, mình quy y một đời người một lần, nhưng mà ngày nào tụng kinh cũng phải tự quy y. Chỉ bao nhiêu đó thôi là mình thấy được cái ý nghĩa tự mình trở về với chính mình, nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mình trở về được với chính mình, mình mới biết mình là ai, thời gian mình như thế nào, hoàn cảnh mình như thế nào, thì mình tu cho nó đúng. Cho nên đừng có đặt câu hỏi, thấy người ta tụng Pháp Hoa ngày năm phẩm, mình cũng tụng theo năm phẩm, tụng xong nằm năm ngày. Mình phải tự biết hoàn cảnh của mình, mà mình tu thì nó mới có kết quả tốt. Thôi thì xin có vài lời chia sẻ với đại chúng, để đại chúng hiểu được cái ý nghĩa của tấm Phật hôm nay. Thì xin nhắc lại ha, nước là định, hoa là giới, Phật là tuệ, phải không? Mà mỗi người chúng ta cũng là một đức Phật. Mà chúng ta lấy nước để dội bụi cái gì dơ bên ngoài, thì chúng ta lấy kinh, thời gian tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chút, nhất nhất những cái chuyện đó như là những gáo nước tắm dội những phiền não trong mình, để cho mỗi ngày được trong sáng lắng dịu. Mỗi ngày mình mỗi tắm thì mỗi ngày mình mỗi tụng kinh. Tụng kinh là tắm cái tâm của mình, niệm Phật là dội cái phiền não trong tâm mình. Thí dụ như bây giờ mình giận người đó, nhưng mà giờ niệm Phật không nhớ họ, nhớ Phật. Mà Phật một ngày mình nhớ Phật giờ đỡ lắm chứ, còn hơn là 20 giờ nhớ người dân. Chúng ta hồi hướng. Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là thật sự ra đó, nếu mà nói về cái khổ, ở đâu cũng có khổ. Cái vấn đề là chúng ta nhận ra nó, và chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy cái khổ mình hình như cùng cực. Nhưng mà có những người khổ hơn, như thầy Pháp Hòa mà mình đâu có biết.
Cho nên rồi mình sẽ có một câu thần chú: thị vô đẳng chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Câu là gì? Cố gắng, cố gắng là yết đế, yết đế. Cố gắng hơn nữa là ba la yết đế. Cố gắng thêm một chút nữa là ba la tăng yết đế. Bồ đề là tới rồi. Ta bà ha là reo mừng. I am home. Bravo. Còn câu thần chú nữa là gì? Câu thần chú nữa là gì? Trong cái cõi mà so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình hạt cát có ra chi? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát có ra chi? Nếu quý vị muốn đọc thơ buồn không? Hằng hà sa số. Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cũng bài thơ. Cho nên nếu mình nói là mình khổ không? Có người khổ hơn. Mình vui cũng có người vui hơn. Thì thôi, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời, có người mà cũng có ta. Cho nên khổ đau không phải một người, mà có mình đóng góp trong đó. Tại mình sanh sự nên sự tình mới sanh. Nếu không sanh sự thì sự nào có sanh? Nhớ đó không? Tại mình sanh sự mới có sự sanh. Thì cho nên cụ Nguyễn Du á, khi mở đầu tác phẩm thì cụ nghĩ rằng đời sống con người mình là do ai đó đặt để. Nhưng cuối cùng cụ ngộ được chân lý thì cụ nói sao? Có người, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Chữ tình này không phải là tình cảm bình thường. Chữ tình là khi mình vướng vào một cái gì thì nó đều là cái sợi dây cột mình hết. Không nhất thiết phải là tình yêu, bất cứ một thứ cột chặt nào đều là tình cả. Thí dụ như bây giờ mình thương thầy đó, mình cúng ổng ly chè, ổng bưng đưa người ta. Rồi đó, cái ly chè đó trở thành ra cái ly chè tình. Giận thầy không bao giờ cho thầy ăn nữa. Tu là cội phúc, xả được cái đó là cội phúc nó trở về. Mình dính cái ly chè đó là dây oan của mình đó. Thầy thì vẫn vô tình cho chè, cho 2 ly, cho 3 ly mỗi lần mình đưa. Còn mình cứ cố ý đó 2 ly rồi đó, 3 ly rồi đó. Rồi cuối cùng làm gì? Mình bị cận 5 ly tại liếc ổng hoài. Mỗi lần gặp thầy đâu liếc đó, tại ổng cho tôi, ổng cho ly chè của tôi. Có người mà cũng có ta. Cái cuối cùng hiểu là tu là cội phúc. Cái chữ tu đây nghĩa là khi chúng ta xả được, chúng ta không cột bất thứ một cái vướng mắc nào, thì chúng ta sẽ an nhàn. Cái câu đó Pháp Hòa muốn trả lời cho một bác Phật tử đây. Kính thưa thầy, con nghe các thầy giảng pháp 10 năm nay rồi, và con cũng thấm nhuần đạo pháp. Con đã được ăn chay trường 10 năm rồi, con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm. Dễ sợ chưa? Bởi em đâu có dám đọc liền. Và đây câu này mới hay nè. Con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm và có trí tuệ nhiều lắm. Tất cả chúng sanh, tất cả các sinh hoạt hàng ngày giữa cõi đời này đối với con có thể bỏ hết để làm sao cũng được, hết có bị người ta chửi cũng không sao. Nhưng còn một chút phiền não là vì chữ ái. Thương con út của con, nó rất là thông minh, học giỏi lắm. Nó có việc làm trong xã hội tốt.
Có cái là yêu không đúng chỗ. Tại vì bác viết về phải mà phải diễn đạt, chứ đọc sơ sơ quý vị không hiểu được. Yêu không đúng chỗ, người khác đạo và không cùng chủng tộc, làm cho cái tâm phiền não của con còn một chút. Vậy xin thầy giải thích cho con bỏ cái tâm phân biệt này. Hồi nãy ở trên nói lòng từ bi con lớn, đọc xong cái xuống như này từ từ. Lòng từ bi của con lớn lắm và trí tuệ của con cũng nhiều lắm. Thưa bác, Pháp Hòa đọc như vậy là tại vì tâm trạng của bác rất giống Pháp Hòa. Nhiều lúc mà mình thương yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả, không thèm yêu ai nữa. Thật ra đúng là ái. Cho nên Phật mới xác định trong kinh là ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu cái sự ái luyến của chúng ta không nặng, chúng ta không có mặt ở đây. Vì cõi đời này nó kết tụ bằng chữ ái. Ái là yêu. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Tại sao bị đục phù mỏ? Thưa đại chúng, khi mà mình ái á, là mình yêu. Mà yêu á, là có đối tượng của yêu. Quý vị nhớ nha, hễ ái là có đối tượng của ái. Mà hãy có đối tượng tức là có dính mắc. Có đối tượng là có dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình nhìn trong đại chúng đây, mình đi khóa tu 2 ngày nay, mình chưa có người nào lọt vô mắt mình hết á, thì mình bình thường, ngồi đâu cũng được. Mà kể từ khi mình để ý người đó rồi, cái mình cứ như vậy nè. Cái bạn hỏi làm gì? Không có. Tại tôi mỏi lưng quá. Người nào mà dính rồi dễ biết lắm. Ủa sao không thấy gì cả? Hỏi thấy gì? Đâu biết gì đâu. Sao chưa thấy thầy? Cho nên khi mình ái nghĩa là mình có đối tượng của cái ái đó. Mà hãy có đối tượng là có dính mắt. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Có đối tượng. Cho nên nếu mà mình thương, mình đã thương con mình, mình đã tin rằng mình có đủ từ bi, có trí tuệ, và thậm chí mình nói con mình nó thông minh, nó học giỏi, thì tại sao mình lại không cho nó đủ trí tuệ thông minh để nó chọn người đó yêu? Mà nếu nó chọn đúng người mình thì mình yêu chứ đâu phải nó. Vừa rồi Pháp Hòa có nghe một câu chuyện. Thì cái cô này á, cô ép đứa con của cổ cưới một người mà nó không yêu. Thì khi nó cũng vì chữ hiếu, nó nghe lời nó cưới về, nhưng mà nó chưa bao giờ nó thương.
Cho nên mỗi lần mà nó đi đi chợ á thì nó không biết, nó vô nói mom call your wife to go with you. Mẹ ơi, mẹ đi vô kêu vợ của mẹ ra đi chợ chung. Tại vì nó cũng không có cái cảm giác, nó không có cái feeling khi phải đi một cái người bên cạnh mà nó không có, nó nắm tay nó ra mồ hôi. Nó không làm được, nó không có cảm giác được, no feeling. Cho nên á, thôi bây giờ giải quyết gọn gàng. Bác đã đủ lòng từ bi thì thương cái người nó yêu như bác thương con của bác. Mà bác đã tin rằng nếu bác nghĩ rằng á, tại sao nó không yêu người cùng chủng tộc, nếu nói như vậy thì tại sao người Mỹ mở cửa cho mình vô đây? Người Mỹ người ta mở cửa cho mình vô đây mà người ta không hề nói mình là chủng tộc nào cả. Mà nước Mỹ được gọi là gì? Hiệp chủng quốc. Như vậy thì không phải là vấn đề ở đứa con mà vấn đề ở nơi mình. Mình có một cái bệnh, gặp người Mỹ kêu ngoại quốc, mà trong khi đó mình ngoại quốc mà mình không biết. Mình là ngoại quốc chính gốc nè. Hay không hay? Hay quá. Mình mới là ngoại quốc chính gốc nè, mà mình gặp người ta mà vẫn kêu ngoại quốc. Cho nên thưa bác là cái tâm trạng của bác là rất dễ cảm thông, nhưng mà chính còn chút này nữa là làm bác khổ. Một chút thôi, không nhiều đâu bác ạ. Tại vì lòng từ của bác rất lớn và trí tuệ bác rất nhiều, và đứa con bác rất thông minh. Hai ba cái rất gom lại thì Pháp Hòa cũng rất hoan hỷ. Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết á. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thôi mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt hết. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nói giờ cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa nè. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy
mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng mà không nhá thằng nhỏ. Tại mình nghĩ trong bụng, nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó chồm lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo này, nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, cán ra miếng vuông vuông để dưới đất kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đục đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tưởng, quý vị gặp tượng là quý vị lại muốn chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế là kệ forgot đấy. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lính, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là: đứa con này khi đi ultrasound, bác sĩ xác định nó bệnh central. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi. Mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Pháp Hòa không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thấy không? Người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh, giờ nghe lời phương tiện, thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con nó ảnh hưởng đến cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau. Mà hãy người mẹ nó ảnh hưởng đứa con, đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ, kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con đã ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn, buồn chồng mà khóc hoài, sanh đứa con ra, nó có phần đau khổ. Mắt nó buồn buồn, nó cười không được. Nó ảnh hưởng lắm, mà người mẹ không dám ăn, không, chứ đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó. Vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút, nhưng mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo, mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó, nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng,
Tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa nó có thể tụng 12 giờ mới xong, thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng. Cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bách danh Quan Âm là 500 danh hiệu Quan Âm, mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Cho nên là nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si. Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào, nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó, nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim, thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê. Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây không có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó. Nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản, không phản ứng dù vui hay buồn. Có phải là tắt lửa lòng không? Giờ qua tới tác phẩm rồi. Thưa đại chúng, ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương gọi là phàm làm người có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Trong đó có một câu là vô tâm là khó. Chữ vô tâm á, như vị đạo hữu, vị Phật tử này á, coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng, thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không. Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết liền. Học đạo vô tâm khó. Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình không phải là thờ ơ lãnh đạm trước sự buồn vui khổ nạn của người khác,
mà mình làm tất cả sự việc nhưng mà tâm mình không có dính mắc, cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải thấy người ta khổ cái cũng lạnh ngắt, nói tôi thấy vô tâm. Cũng giống như là cái vị thầy tu đó mà được một cô gái đẹp ôm vậy đó. Cái cô đó cũng được một bà cụ nói, con, bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi, giờ thầy bà muốn thử lòng thầy. Con lại con ôm thầy coi, con hỏi thầy coi, thầy ơi, thầy có feel không? Ôm thầy một cái, thầy trả lời liền, cô đừng có hồng dụ tôi. Tâm tôi bây giờ lạnh lắm, giống như cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Cây khô mà ở vách núi lạnh là khủng khiếp lắm. Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn. Thầy này tu đàng hoàng, nhưng mà đối với bà già, thầy này tu chưa tới. Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội, nuôi tu trở lại. Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa, hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao. Thì lúc đó thầy này trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình. Cho nên thầy mới trả lời là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ở đây cũng vậy, mình tu không phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy lúc trước, phải không? Biến mình thành cỏ đá, mình vô tri lạnh nhạt với tất cả, không phải. Nhưng mà mình biết trang rãi tình thương của mình đến tất cả mọi người mà không có dính mắc. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chì. Tổ Huyền Quang là tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ, có hai câu như thế này: tay cầm tràng hạt, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo mà mình thổi cái gì mới là quan trọng. Thí dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi Thúy đã đi rồi, hay là người ta thổi đời tôi cô đơn, nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình, mình định nghĩa như vậy, không phải. Cho nên á, thưa, nếu như nó mình, cái này mình phải tự hiểu là khi mình vô cảm, nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người mà tâm mình không dính mắc, hay là mình bỏ mặc người khác, mình không cần biết sống chết của ai, thì cái này không đúng. Tu không phải để biến mình thời cái chỗ đó. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc đại bài thơ với đại chúng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm. Thí dụ như mình gặp một cái hoa đẹp thì mình vẫn biết nó là đẹp,
nhưng mình vô tâm, nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng, có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết, thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng tới gần tôi. Cho nên tu không phải là móc mắt bỏ, thẻo tai bỏ, nhưng mà mình vẫn bình thường, vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết mà không dính gì, thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm. Còn nếu mà mình ví dụ như có cái ông đó, ông học giáo lý vô thường, xong cái bữa nọ người ta đi ngang, hỏi chú có thấy cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy một bộ xương đi ngang. Cái này nguy hiểm à. Quán vô thường sao không thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính đó. Cũng giống như là mình á, ghiền thuốc lá, cái bỏ thuốc lá nhai xương gum, tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền xương gum. Này là nguy hiểm. Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở học giáo lý không, xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên tu hành không phải biến mình thành cỏ cây sát đá mà không có biết một chút gì chứ. Hỏi ăn không? Không biết. Hỏi ngon không? Không biết. Cái này gọi là thực bất tri kỳ vị. Mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot. Tụng kinh mà không cảm được lời kinh, nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là robot rồi, là mộc nhân rồi. Người xưa không có robot kêu mộc nhân, mộc nhân là người gỗ. Cho nên đừng biến mình thành như vậy. Cái này thì phải hỏi lại, tắt lửa lòng chưa? Thầy về đây con rất là vui, không diễn tả nổi niềm vui này. Con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con. Ghê gớm quá. Hồi nãy cái câu hỏi phước đức công đức là qua trả lời đó. Phước đức là những cái gì mình làm, công đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống. Ví dụ mình cho người ta tiền là phước đức, cái tư cách mình cho làm sao, mình đừng có khinh khi người ta thì mới có phước, gọi là cái đó gọi là công đức. Hết giờ rồi. Thôi chắc không trả lời nữa đâu, tại vì giờ thì hết mà câu hỏi còn nhiều. Trả lời nữa ta nói mình kỳ thị câu có câu không. Còn nhiều lắm. Để đây chúng nghĩ đi. Nhiều quá chừng. Nhiều lắm. Thôi bây giờ trả lời câu cuối. Nhắc lên đại nha. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đừng lo, lát em đi rồi. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Chữ duyên trong tiếng Mỹ là gì? Ủa sao giống làm thơ vậy ta? Trước hết mình nói chữ duyên trong tiếng Việt đã. Nhiều khi mình nói chứ mình cũng biết duyên là gì đó. Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Ví dụ nha, hạt trà là nhân, nước sôi là nhân, bình trà là nhân, mỗi mỗi điều là nhân. Rồi mình duyên nó lại. Nước sôi với lá trà, và nhờ có cái bình đựng trà cho nên cái quả là có nước trà. Nếu có trà mà không có nước sôi thì không có trà, để thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện đủ để mọi thứ có mặt. Nếu hôm nay đại chúng đông đủ, hội trường đã mướn được, đại chúng đã sẵn sàng, cuối cùng Pháp Hòa qua không được, duyên thiếu. Ví dụ Pháp Hòa bị trễ máy bay, bị bão tuyết hay cái gì không qua được, hay do bệnh, thì thiếu duyên.
Vậy thì duyên là điều kiện. Vậy thì trong cuộc sống này, tất cả những gì có mặt phải nói đến điều kiện đủ để có duyên. Có nhiều khi ở sát dấp mà chưa bao giờ quen, tự nhiên có một ngày nọ cái duyên đó đến. Có cái chú đó đó, ông học giỏi lắm, tới cuối cùng á, ai bao nhiêu người tới nhờ ổng gì giới thiệu cho vợ cho ổng cưới, ổng nói không, tôi phải học thành tài rồi tôi mới cưới vợ. Trời ơi, tới cái ngày ổng thành tài rồi, cái ngày mà ổng cưới vợ đó, cái rước dâu vô làm lễ xong, cái dở khăn mặt ra để cho ổng nhìn mặt vợ ổng, tại theo hồi xưa là cưới thôi chứ phải phủ mặt để dở ra. Tôi không dở đó, trời đất ơi, bà nào, bà này bà dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày ngay cửa sổ thôi mà. Lúc mà ông ngồi học bài á, ông ngồi ngay cửa sổ ngó ra thấy cái bà này nè, bà này mà tôi dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày nè. Có nhiều khi sát dách vậy đó, mà đợi tới ngày học thành tài mới được nói chuyện. Đi kiếm khắp hết sơn hà đại địa, cuối cùng tưởng ai đâu, ngay gót chân mình. Quý hiểu được chỗ đó không? Cho nên duyên là conditions. Duyên là cái conditions. Thiếu một cái condition cũng không được. Ví dụ như 99 cent không thể gọi là một đồng. Thêm một cent nữa vô, một duyên nữa thôi, để gọi là một đồng. Ly nước đã đầy, không sao hết. Nhưng thêm một giọt nước nữa thôi, nó tràn. Thì một giọt đó là duyên để nó tràn cái ly nước. Vậy thì cuộc sống này cũng thế, đủ duyên chúng ta gặp, cũng đủ duyên chúng ta tan, tại vì hết giờ. Duyên phải đủ. Thí dụ như giờ mới 5 giờ biểu tan đâu được, duyên phải đủ, tại vì contract tới 9 giờ. Chưa tới 9 giờ dễ gì đi ra với Tịnh Diệu. Tịnh Diệu là hô cái show này nè. Có vị hỏi nhỏ nhỏ, Tịnh Diệu là ai? Tịnh Diệu là bà bầu của show này nè. Trời ơi, mà chưa hết show này là cổ đã đặt 2-3 show khác. Mà dễ dãi gì hứa. Duyên là vậy đó. Hết đủ, quý vị nhớ là đủ duyên thì có, mà đủ duyên mới rã nha. Ví dụ nè, bây giờ cái ly này Pháp Hòa làm rớt xuống cái sàn nhà này nè, là do Pháp Hòa sơ ý cầm không vững thì cái duyên nó rớt cái ly. Nhưng mà ở dưới này không phải là gạch mà là thảm thì không đủ duyên để cái ly này nó bể. Nếu mà là gạch thì đủ duyên để cái ly này nó bể. Vậy thì bể cũng phải đủ duyên, chứ không phải là bể là rớt phải là bể. Cố tình ráp cho hai người đó mà họ không đủ duyên, họ cũng đủ duyên họ rã. Tại vì sao? Thoại bất đầu cơ bán cú đa, tủ phùng tri kỷ thiên vôi thiểu. Rượu mà gặp đúng tri kỷ rồi ngàn ly vẫn thấy ít. Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa cú đã thấy, nửa câu đã thấy quá nhiều. Bán cú là nửa câu chứ không phải không phải cú đầu đó. Nếu mà là tri kỷ mà gặp nhau rồi ngồi uống rượu nói chuyện ngàn ly vẫn thấy ít, nói chuyện không hợp rơ nửa câu đã quá nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều. Còn nói hợp cơ rồi, nói tới 9 giờ chưa chịu nghỉ. Thôi mà phải nghỉ thôi.